mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, nước Việt Nam ta là một nước nông nghiệp hàng đầu trên thế giới. Việc canh tác trồng trọt đã được cha ông ta quan tâm, tìm hiểu từ đời này sang đời khác để đưa ra những kinh nghiệm truyền thống quý báu. Theo quan niệm phong tục từ xa xưa của người nông dân Việt Nam, việc chọn ngày trồng trọt không chỉ để kịp thời vụ mà còn có ý nghĩa văn hóa tâm linh gắn liền với tập quán canh tác lúa nước từ lâu đời. Chọn đúng ngày tốt sẽ cho vụ mùa bội thu. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày trồng trọt tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ trồng trọt trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất trồng trọt trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là những nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày trồng trọt tóm tắt như sau. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày trồng trọt. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc trồng trọt trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới các bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày trồng trọt phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây. 1. Ngày kỵ trồng trọt, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực định, thổ phủ, tử thần, kiếp sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, địa hỏa, thiên sứ, đại thời, tứ phế, ngũ mộ, cửu tiêu, thổ phù, địa nang và ngày ất. 2. Ngày hợp trồng trọt. Ngày tốt trồng trọt bao gồm những ngày thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, ngày dân, ngũ phú, trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét các hôm của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất trồng trọt trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng Đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là những ngày mùng 3 Nhâm Tý và 27 Bính Tý. 4. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, ngày 13 Nhâm Tuất, ngày 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi và ngày 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Dần và ngày 14 Quý Hợi, ngày 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày nguyệt kiến là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 9. Ngày nguyệt phá là những ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi và 22 Tân Mùi. 10. Ngày trực bình là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 11. Ngày trực định là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 8 Đinh Tỵ và 20 Kỷ Tỵ. 12 ngày thổ phù là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 13 ngày Kiếp Sát là những ngày Dần, bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 17 Bính Dần và 29 Mậu Dần. 14 ngày Tai Sát là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 15 ngày Nguyệt Sát là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 16 ngày Nguyệt Hình là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 17 ngày Nguyệt Yểm là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 18 ngày Địa Hỏa là những ngày Hợi, bao gồm như trên. 19 ngày Thiên Sứ là ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 20 ngày Đại Thời là những ngày Thìn, bao gồm các ngày mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 21 ngày Tứ Phế là ngày 15 Giáp Tý. 22 ngày Ngũ Mộ là ngày 19 Mậu Thìn. 23 ngày Cửu Tiêu là ngày Tỵ, bao gồm mùng 8 Đinh Tỵ và 20 Kỷ Tỵ. 24 ngày Thổ Phủ là những ngày Tý, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Giáp Tý và 27 Bính Tý. 25 ngày Địa Nang là những ngày Ất Dậu, Ất Mùi, tháng 12 âm lịch không có hai ngày này. 26 ngày Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 16 Ất Sửu, 26 Ất Hợi. Đó là 26 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra ngày tốt để thực hiện công việc trồng trọt cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27 ngày Thiên Đức là những ngày Canh, bao gồm mùng 1 Canh Tuất trùng với ngày Trực Thâu và ngày Nguyệt Hình nên ta không chọn. 11 Canh Thân không trùng với ngày xấu nào nên ta có thể chọn ngày này để trồng cây. Ngày 21 Canh Ngọ tuy là ngày Thiên Sứ nhưng cũng có nhiều các tinh nên ta có thể chọn ngày này. 28 ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Ất. Như đã xét ở trên, ngày Ất là hung tinh cần tránh khi trồng cây. 29 ngày Nguyệt Đức là những ngày Canh trùng với ngày Thiên Đức đã xét ở trên. 30 ngày Nguyệt Đức Hợp là những ngày Ất trùng với ngày Thiên Đức Hợp đã xét ở trên. 31 ngày Thiên Xá là những ngày 15 Giáp Tý trùng với ngày Tứ Phế và ngày Thổ Phù nên ta không chọn được. 32 ngày Nguyệt Ân là những ngày Tân, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, ngày 12 Tân Dậu là những ngày Thụ Tử, kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày 22 Tân Mùi trùng ngày Nguyệt Phá nhưng cũng có nhiều các tinh tốt cho việc trồng trọt. 33 ngày Tứ Tướng là những ngày Giáp và Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão, ngày này trùng với Tai Sát và ngày Trực Mãn nên ta bỏ qua không xét. Ngày 16 Ất Sửu, 26 Ất Hợi nhiều hung tinh không thể dùng được. Mùng 5 Giáp Dần là ngày Kiếp Sát, 15 Giáp Tý đã xét ở trên. 25 Giáp Tuất tuy là ngày Nguyệt Hình nhưng có nhiều các tinh có thể xem xét thêm. 35 ngày Thời Đức là những ngày Dần trùng với ngày Kiếp Sát nên ta bỏ qua không dùng. 34 ngày Dân là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. Ngày Mão là ngày sát chủ mùa, kiêng kỵ mọi việc. 35 ngày Ngũ Phú là những ngày Thân, bao gồm các ngày 11 Canh Thân là ngày cát để gieo trồng, ngày 23 Nhâm Thân trùng ngày Nguyệt Kỵ nên ta không trồng cây vào ngày này. 36 ngày Trực Khai là những ngày Hợi, trùng với ngày Nguyệt Yểm nên ta cũng không dùng được. Như vậy chúng ta đã dựa vào 36 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt trồng trọt trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc trồng trọt đó là những ngày tốt sau. Ngày 11 Canh Thân kỵ những người tuổi Dần, hợp người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Ất. Ngày 25 Giáp Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 21 Canh Ngọ kỵ những người tuổi Tý, hợp người tuổi Dần, Tuất, Mùi và những người có thiên can là Ất. Ngày 22 Tân Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Hợi, Mão, Ngọ và những người có thiên can là Bính. Đó là những ngày cát lành trồng trọt trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.